Hôm nay tôi xin nói một chút về suy tim cấp và phù hồi cấp huyết động. Ngày xưa chúng ta học phù hồi cấp thì chúng ta học ở bộ môn hồi sức và chúng ta cũng nghĩ rằng nó là một bệnh riêng, giống như là tăng huyết áp, giống như là hẹp hở hai lá, giống như là nhồi máu cơ tim. Nhưng thực chất phù hồi cấp người ta chia ra làm hai thể khác nhau. Một là phù hồi cấp huyết động, ý nói là phù hồi cấp cái nguyên nhân đấy do tim. Và cái thứ hai là phù hồi cấp tổn thương, ý nói không phải do tim, có thể do nguyên nhân gì nhỉ? Một, viêm phổi, đúng rồi. Hai, các nguyên nhân thần kinh. Thứ ba, rất nhiều nguyên nhân khác, ví dụ tai nạn. Và như vậy phù hồi cấp không phải là một bệnh, phù hồi cấp huyết động là một phần trong suy tim cấp. Chính vì vậy mà bây giờ các bạn, nếu mà các bạn tra cái danh từ phù hồi cấp ở trên bằng tiếng Anh ở trên internet chẳng hạn, các bạn sẽ không bao giờ tìm được một bài riêng, mà các bạn sẽ tìm nó là một phần ở trong suy tim cấp. Nếu các bạn tìm ở trong guideline của hội tim mạch châu Âu, các bạn sẽ thấy nó là một phần ở trong guideline về suy tim cấp của tim mạch châu Âu. Thế còn về về của hội tim mạch Mỹ thì người ta không nói trong cái danh từ phù hồi cấp, mà người ta nói đến danh từ là, mà người ta không nói về suy tim cấp, người ta nói là đợt cấp mất bù của suy tim. Thế thì chính vì vậy mà cái bài này sẽ chủ yếu xoay quanh cái vấn đề là suy tim cấp và từ đó chúng ta sẽ điều trị phù hồi cấp như thế nào. Về suy tim cấp thì các bạn đều đã nắm được rồi, suy tim cấp là cái tình trạng khởi phát nhanh hoặc là xấu đi nhanh của các dấu hiệu và triệu chứng suy tim. Như vậy, hoặc là khởi phát nhanh hoặc là xấu đi nhanh của, hoặc là triệu chứng hoặc là dấu hiệu của suy tim, và tình trạng suy tim cấp là một tình trạng đe dọa tử vong. Đây là những dấu hiệu cũng như là các triệu chứng của suy tim. Thì chúng ta thấy rằng là những cái dấu hiệu và triệu chứng của suy tim nó rất là nhiều, nhưng mà hay gặp nhất, điển hình nhất chúng ta gặp đấy là biểu hiện khó thở. Khó thở có thể là khó thở tăng dần, khó thở khi gắng sức, có thể là khó thở khi khó thở về ban đêm, đặc biệt là khi mà xảy ra những cái cơn khó thở kịch phát liên quan đến phù hồi cấp hay khó thở vào ban đêm, rồi là phù chân, rồi là tiểu ít, và ví dụ như là tăng cân thì nó liên quan đến vấn đề là bệnh nhân bị tiểu ít, rồi là ho khan, ho bọt hồng, đấy là do vấn đề liên quan đến suy tim nhưng mà nó có sung huyết ở phía bên tim trái. Đây là phân loại suy tim cấp theo khuyến cáo của Hội Tim mạch Châu Âu năm 2008. Thì chúng ta thấy rằng là suy tim cấp nó có nhiều dạng khác nhau, chứ nó không phải là một dạng. Và trong đấy chúng ta thấy rằng là phù hồi cấp nó sẽ nằm ở trung tâm. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng nó gồm có, còn có cơn tăng huyết áp, nó còn còn có là suy tim đợt cấp mất bù, nó còn có suy tim phải, sốc tim, rồi là hội chứng động mạch vành cấp kèm theo là suy tim. Thì đấy là cách phân loại của suy tim cấp năm 2008. Đến khuyến cáo năm 2016 của Hội Tim mạch Châu Âu thì người ta chỉ đích danh ra những cái nguyên nhân hay gặp nhất của suy tim cấp, mà chắc chắn là các bạn đi trực C1 các bạn gặp rất là nhiều. Đầu tiên là hội chứng vành cấp, gặp rất nhiều. Thứ hai là cơn tăng huyết áp. Thứ ba là các rối loạn nhịp tim, có thể là rối loạn nhịp nhanh hoặc rối loạn nhịp chậm. Các rối loạn nhịp nhanh ví dụ như là rung nhĩ nhanh, cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất hoặc là cơn nhịp nhanh thất. Các rối loạn nhịp chậm ví dụ như là các rối loạn nhịp BAV3, sau đấy thì bệnh nhân có các biểu hiện ngất. Rồi là tiếp theo là những cái biến chứng cơ học, biến chứng cơ học hoặc có thể là do nhồi máu cơ tim, ví dụ như là hở van hai lá cấp, ví dụ như là thủng thủng vách liên thất, hoặc là những biến chứng cơ học liên quan đến chấn thương, hoặc là những biến chứng cơ học liên quan đến viêm nội tâm mạc nhiễm trùng. Thì tất cả những cái tình trạng tăng gánh về thể tích tích cũng như là áp lực như vậy sẽ gây ra cái tình trạng suy tim cấp. Và một nguyên nhân nữa là do tắc động mạch phổi. Thế thì khi mà các bạn gặp một bệnh nhân phù hồi cấp thì ngoài cái việc mà chúng ta cần phải tìm nguyên nhân, thì chúng ta cần phải xem là trên nền những cái bệnh nhân mà có thể là suy tim mãn tính như thế thì cái yếu tố nào khởi kích ra cái tình trạng phù hồi cấp, những cái yếu tố nào khởi kích ra cái tình trạng suy tim cấp, để làm gì, để chúng ta ngoài điều trị nguyên nhân chúng ta cần phải điều trị những yếu tố khởi kích này và dự phòng những yếu tố khởi kích đấy cho nó không xảy ra trong tương lai. Thế thì một trong yếu tố khởi kích, một vài yếu tố khởi kích nó cũng chính là nguyên nhân, ví dụ như là hội chứng vành cấp, ví dụ như là rối loạn nhịp nhanh, ví dụ như là tăng huyết áp. Tuy nhiên thì có một số yếu tố khởi kích mà chúng ta thấy rằng chúng ta rất hay gặp, ví dụ như ở C1 rất hay gặp, đấy là gì, tình trạng nhiễm trùng, đặc biệt là những cái nhiễm trùng ở đường hô hấp. Ban đầu là nhiễm trùng ở đường hô hấp trên, sau đấy thì chuyển thành nhiễm trùng ở đường hô hấp dưới, và tim và phổi là anh em cùng nằm trong lồng ngực. Khi mà phổi bị nhiễm trùng
làm cho tim nó sẽ phải đáp ứng nhanh hơn, tần số tim nó phải nhanh hơn, và quả tim nó đang yếu tự dưng bắt nó chạy nhiều hơn, nó sẽ không chịu đựng được và nó sẽ gây ra cái tình trạng suy tim cấp. Tiếp theo đấy là những cái vấn đề liên quan đến ăn nhiều muối hoặc là quá tải dịch, hoặc là những cái nguyên nhân ví dụ như là nguyên nhân do thuốc, ví dụ sử dụng các thuốc chống viêm giảm đau không steroid, rồi là corticoid, rồi là bệnh nhân uống rượu hoặc là bệnh nhân bị phản ứng thuốc, rồi một số những yếu tố khởi kích khác ví dụ như là đợt cấp mất bù của COPD, rồi tác động mạch phổi, và cũng có thể gặp là những cái bệnh lý của các tuyến nội tiết, ví dụ tuyến giáp, những cái cơn cường giáp, rồi là tuyến thượng thận các thứ, hoặc là các bệnh lý về nội tiết liên quan đến tiểu đường, nó cũng có thể gây ra là những yếu tố khởi kích của suy tim. Và lưu ý rằng các bạn cần phải tìm những yếu tố khởi kích như này để điều trị cho bệnh nhân. Đây là những yếu tố tiên lượng tử vong cho những bệnh nhân suy tim cấp. Đấy là khi mà bệnh nhân vào viện có nồng độ ure rất là cao. Thứ hai là nồng độ creatinine máu cao. Thứ ba là huyết áp động mạch nhỏ hơn 110, nhỏ hơn 115 là yếu tố nguy cơ tiên lượng tử vong. Rồi là nhu cầu oxy ở phòng cấp cứu nó tăng lên. Cụ thể là như nào? Bệnh nhân vào viện, chúng ta cho thở oxy 3 lít một phút, bệnh nhân không đáp ứng, SpO2 vẫn thấp, các bạn cần phải tăng liều oxy lên. Và như vậy, đấy là yếu tố tiên lượng nguy cơ tử vong cao. Rồi là bệnh nhân đã có tiền sử nhập viện vì suy tim rồi, đã có tiền sử suy thận, làm hình ảnh, làm điện tâm đồ thì thấy có hình ảnh tăng gánh các buồng tim, rồi là có rối loạn chức năng tâm thu chất trái, hoặc là đáp ứng kém với lợi tiểu, thì đây là một phần của hội chứng suy tim cấp, đấy là hiện tượng kháng lợi tiểu. Về sinh lý bệnh của suy tim cấp thì chúng ta thấy rằng là ngoài cái tổn thương của tim ra là những cái tổn thương liên quan đến tái cấu trúc, các tổn thương do stress, oxy hóa, rồi là thành cơ tim, rồi là tăng viêm, thì nó còn liên quan đến rất nhiều những cái yếu tố khác, ví dụ như là thận, đặc biệt là thận, rồi là liên quan đến mao mạch và liên quan đến nội mạc. Và nếu mà chúng ta tìm hiểu kỹ về những cái yếu tố sinh lý bệnh như này thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái phương pháp điều trị nó cũng xoay quanh những cái vấn đề về những yếu tố sinh lý bệnh như này. Và sinh lý bệnh này là một cái phần tương đối là mới nhất đăng ở trên cái tạp chí Nature. Các bạn biết là Nature là một trong tạp chí nổi tiếng nhất, ảnh hưởng nhất đối với y khoa. Thì đây là cái sinh lý bệnh mà người ta nêu ra trong Nature. Thì ngoài tim ra thì còn có ảnh hưởng của thận, ví dụ như suy chức năng thận, kích hoạt của hệ renin, angiotensin, aldosterone, giữ muối và nước, rồi là co mạch. Ảnh hưởng của mao mạch là gì, nó gây ra sung huyết. Thì chúng ta thấy rằng là đối với hiện tượng suy tim cấp thì hai cái yếu tố sinh lý bệnh đóng vai trò vô cùng quan trọng, đấy là sung huyết và giảm tới máu. Đấy thì đối với hệ mao mạch là sung huyết. Thế còn giảm chức đối với nội mạc thì bao gồm có giãn mạch này, viêm nội mạc cấp và những cái tác dụng phụ về sơ hóa cơ tim và rối loạn chức năng cơ tim. Về đánh giá lâm sàng đối với suy tim cấp trong một tình huống mà bệnh nhân vào viện vì cấp cứu như vậy, thì tất cả những cái mà chúng ta cần làm là chúng ta đánh giá lâm sàng. Chúng ta đánh giá lâm sàng nhanh để chúng ta điều trị và phân loại suy tim cấp dựa vào lâm sàng. Điều trị suy tim cấp cũng hoàn toàn dựa vào lâm sàng. Trong tình huống cấp cứu như vậy, các bạn không thể chờ xét nghiệm được, các bạn hoàn toàn dựa vào lâm sàng. Và dựa vào lâm sàng chỉ có hai yếu tố để các bạn rất dễ để các bạn dựa vào. Một là sung huyết và hai là giảm tới máu. Sung huyết là gì? Là tức là có hiện tượng ẩm, vô cùng đơn giản. Các bạn nghe phổi. Nếu như bạn nghe thấy gian ẩm ở phổi, chứng tỏ nó có sung huyết. Đấy. Ngoài ra còn có thể ví dụ như là phù, tĩnh mạch cổ nổi, gan to, cổ trướng, phản hồi gan tĩnh mạch cổ dương tính. Ý nói là những cái xung huyết đó nó có thể biểu hiện ở ngoại vi, nó có thể biểu hiện ở ứ dịch ở phổi, nó có thể ứ dịch ở gan, ứ dịch ở màng bụng. Lưu ý đầu tiên các bạn đặt đặt ống nghe vào và các bạn nghe tiếng gan, các bạn sờ chân xem có phù hay không, các bạn sờ gan xem có hiện tượng ứ dịch ở gan hay không, rồi là cổ trướng, đấy là xung huyết. Đấy là yếu tố đầu tiên các bạn phải xem xét. Yếu tố thứ hai là giảm tưới máu mô, vô cùng quan trọng và vô cùng dễ thăm khám. Các bạn chỉ cần bắt tay bệnh nhân, cái động tác bắt tay vừa mang tính chất là xã giao, vừa mang tính chất các bạn kiểm tra xem đầu tay của bệnh nhân có lạnh hoặc có lạnh hay không, rồi là các bạn xem đầu chi của bệnh nhân, ví dụ như là chân khi mà bệnh nhân nằm, xem nó có lạnh hay không, và phản hồi của cái mao mạch ở đó nó còn có cái phản hồi mao mạch hay không. Các biểu hiện của giảm tưới máu mô khác ví dụ như là tụt huyết áp, thiểu niệu hoặc là thay đổi chi giác. Và như vậy hoàn toàn là dựa vào lâm sàng, các bạn sẽ đánh giá về tình trạng sung huyết cũng như là đánh giá về tình trạng giảm tưới máu mô. Đây là những cái tiêu chuẩn mà bệnh nhân bắt buộc phải nhập viện ICU. Nếu như mà những bệnh nhân mà nào mà có những cái tiêu chuẩn như này mà không nhập viện ICU là không được.
Thứ nhất, bệnh nhân cần phải đặt nội khí quản, hoặc là bệnh nhân có nguy cơ đặt nội khí quản để biểu hiện cái tình trạng suy hô hấp. Thứ hai, bệnh nhân có các dấu hiệu và triệu chứng của giảm tưới máu mô, đấy, dấu hiệu như vừa rồi. Rồi là SpO2 giảm 90% mặc dù đang được thở oxy rồi. Rồi là bệnh nhân phải sử dụng cơ hấp phụ, tần số thở lớn hơn 25 lần một phút, tần số tim nhỏ hơn 40 lần một phút hoặc là lớn hơn 130 lần một phút. Chúng ta thấy rằng là đây là định, nó khác hẳn so với định nghĩa rối loạn nhịp nhanh và rối loạn nhịp chậm. Đối với bệnh nhân suy tim cấp, tần số tim nhanh được định nghĩa là trên 130 lần và tần số tim chậm là dưới 40 lần, hoặc là huyết áp động mạch dưới 90 mét thủy ngân. Như vậy, những cái tiêu chuẩn nhập viện cũng hầu hết là những cái tiêu chuẩn mà các bạn có thể dễ dàng quan sát được ở phòng ICU, ở cái phòng ngay tiếp đón ban đầu, gồm có tần số tim, tần số thở, huyết áp động mạch, SpO2, rồi là giảm tưới máu mô, hoặc là những cái mà các bạn nhìn thấy bệnh nhân cần sử dụng cơ hấp phụ. Ví dụ bệnh nhân mà thở phải co kéo như này, như này thì chắc chắn các bạn sẽ phải đưa vào ICU. Vai trò của các xét nghiệm trong suy tim cấp như thế nào? Chúng ta thấy rằng là chúng ta đề cao rất vai trò đề cao của lâm sàng. Tuy nhiên thì xét nghiệm thì cũng có thể cũng nên làm. Ví dụ như chụp X quang phổi đấy để đánh giá sung huyết, rồi là điện tâm đồ chúng ta xem có liên quan gì đến hội chứng mạch vành hay không, có liên quan gì đến các rối loạn nhịp hay không, rồi là siêu âm tim cấp cứu. Siêu âm tim cấp cứu thì chỉ định khi mà cho những bệnh nhân mà có dấu huyết động không ổn định, đặc biệt là những bệnh nhân sốc tim hoặc là nghi ngờ có nguy cơ tử vong cao, ví dụ như là biến cố cơ học, hở van cấp, tách động mạch chủ. Và siêu âm tim được chỉ định sớm trong vòng 24 giờ là cho những bệnh nhân mà suy tim lần đầu hoặc là chưa biết chức năng tim. Như vậy siêu âm tim cấp tại giường được chỉ định cho những bệnh nhân huyết động không ổn định, rồi là nghi ngờ có nguy cơ tử vong cao. Thế còn trong vòng 24 giờ là cho những bệnh nhân suy tim cấp lần đầu hoặc là những bệnh nhân chưa biết chức năng tim. Và siêu âm tim thì không thực sự không cần siêu âm tim lần thứ hai, siêu âm tim lại không thực sự cần thiết trừ khi lâm sàng tiến triển xấu đi. Và như vậy các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta trực ở C1, rất nhiều bạn khi bệnh nhân vừa vào viện cái lấy máy siêu âm tim ra, chúng tôi rất hoan nghênh vì là các bạn rất là chăm chỉ. Tuy nhiên cái chỉ định là chúng ta không cần phải làm nhiều như vậy. Có những cái trường hợp siêu âm tim cần phải cấp cứu, có những chỉ định cần phải làm sớm thôi, chứ còn cũng không cần lúc nào bệnh nhân đến cũng cần phải làm ngay lập tức. Về xét nghiệm thì xét nghiệm gì quan trọng nhất nhỉ để đánh giá suy tim cấp, để chuẩn đoán suy tim cấp, theo các bạn xét nghiệm gì là quan trọng nhất? Đúng rồi, BNP hoặc là NT-proBNP. Thì trong BNP và NT-proBNP, theo các bạn một trong hai marker đấy, marker nào chính xác hơn? Vì sao? À đúng rồi, nó liên quan đến thời gian bán thải. NT-proBNP có thời gian bán thải dài hơn một chút, và qua một số những nghiên cứu người ta thấy rằng là nó phản ánh được tương đối là tốt hơn so với BNP. Tuy nhiên ở những tuyến nếu như chúng ta không có NT-proBNP, chúng ta có thể dùng BNP. Và đây là một trong xét nghiệm quan trọng nhất để các bạn chuẩn đoán ra cái tình trạng suy tim cấp, đặc biệt ở những bệnh nhân khó thở cấp. Khi một bệnh nhân khó thở cấp vào viện, có thể là do suy tim, có thể do bệnh lý của phổi. Nếu các bạn làm BNP hoặc là NT-proBNP, các bạn có thể chuẩn đoán ra được suy tim cấp, hoặc là chuẩn đoán ra được đấy không phải là suy tim mà đấy là bệnh lý của phổi. Ngoài ra thì một số những cái xét nghiệm khác, ví dụ như là chức năng gan, chức năng thận cũng vô cùng quan trọng, bởi vì là một số tình huống lát nữa sẽ nói nó liên quan đến hội chứng tim gan, nó liên quan đến hội chứng tim thận, và đấy là những cái thách thức thực sự trong điều trị suy tim cấp. Thế thì có rất nhiều các tình trạng tăng NT-proBNP nó giống như này, ví dụ như là liên quan đến tim hoặc không phải là liên quan đến tim. Thì có rất nhiều các tình huống các bạn có thể lấy bài và xem. Mục tiêu điều trị suy tim cấp là gì? Là ngay tại cái phòng cấp cứu đấy thì cần phải cải thiện được huyết động, cải thiện được tưới máu. Đây là hai điều quan trọng nhất đối với suy tim cấp: cải thiện huyết động, cải thiện tưới máu, phục hồi oxy, giảm triệu chứng, giảm tổn thương tim thận, dự phòng các huyết khối. Và sau đó trong quá trình nằm ở trong bệnh viện thì bắt đầu tìm ra nguyên nhân, tìm ra các bệnh lý phối hợp, tức là các yếu tố khởi kích. Và lâu dài khi mà cho bệnh nhân ra viện thì cần phải có kế hoạch chăm sóc lâu dài, cũng như là có những kế hoạch phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Thì đây là cái điều trị ban đầu của bệnh nhân suy tim cấp. Thì chúng ta thấy rằng là điều trị ban đầu là đòi hỏi nhanh và phân loại phải theo từng phốt. Ví dụ như này, ngay lập tức tại cái pha đầu tiên, hai câu hỏi cần phải đặt ra: một, bệnh nhân có sốc tim hay không; hai là bệnh nhân có suy hô hấp hay không. Nếu như mà bệnh nhân có hai cái câu hỏi, nếu như bệnh nhân có một trong hai vấn đề này, ngay lập tức bệnh nhân phải chuyển đến khoa cấp cứu hồi sức, ICU hoặc là CCU,
Thế còn nếu như mà không có hai cái vấn đề này thì trong vòng 60-120 phút các bạn phải cố gắng tìm ra nguyên nhân của cái suy tim cấp đấy là gì, theo năm cái chữ là gồm có hội chứng bệnh cấp, cơn tăng huyết áp cấp cứu, rối loạn nhịp, các biến chứng cơ học hoặc là tác động mạch phổi. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành điều trị cho bệnh nhân. Và các bước điều trị cũng hoàn toàn dựa vào thăm khám, đấy là chúng ta sẽ đánh giá về tình trạng xuất huyết cộng thêm với tình trạng giảm tưới máu, và chúng ta sẽ chia ra làm 4 ô để chúng ta phân tầng để điều trị. Thế thì ví dụ như là nếu như là bệnh nhân rơi vào cái nếu như bệnh nhân rơi vào cái phần mà khô mà kèm theo là mà lạnh thì đấy là cái tình trạng hạ huyết áp, và lập tức như vậy là chúng ta cần phải bù đủ dịch. Thế còn nếu mà bệnh nhân rơi vào trạng thái khô, tức là nghe phổi không có tiếng gian nhưng mà lại nếu mà bệnh nhân mà khô mà ẩm thì lập tức là đấy là cái tình trạng mà chúng ta cần, mà thực ra là chúng ta không cần phải cho bệnh nhân nhập viện mà chúng ta cần cho bệnh nhân uống thuốc là đủ, không cần phải truyền dịch hoặc không cần phải 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 sử dụng các thuốc đường tĩnh mạch gì cả đấy. Thế còn nếu mà bệnh nhân nặng nhất là bệnh nhân rơi vào cái khô ô là bệnh nhân vừa lạnh vừa ẩm thì lúc bấy giờ là đòi hỏi thực sự là cần phải hồi sức, và lúc bấy giờ là chiến lược của chúng ta là chúng ta sẽ phải sử dụng các thuốc vận mạch, chúng ta phải sử dụng các thuốc giãn mạch, và kế đến là khi nào chúng ta sử dụng được thuốc lợi tiểu, khi nào chúng ta cần phải sử dụng các biện pháp lọc máu cũng như là các biện pháp can thiệp về thở máy. Thế thì điều trị suy tim cấp đầu tiên tại khoa cấp cứu các bạn cần phải cho bệnh nhân thở oxy đấy, nếu như không đáp ứng thở không xâm nhập, nếu không đáp ứng tiếp thở máy xâm nhập, rồi là tiếp theo là dùng các thuốc lợi tiểu quai đấy, tiêm cách quãng hay là truyền, liều lượng như thế nào, có phối hợp với các thuốc lợi tiểu khác hay không, khi nào sử dụng thuốc giãn mạch, khi nào sử dụng thuốc co mạch tăng co bóp cơ tim, khi nào cần lọc máu và khi nào cần phải sử dụng các thiết bị hỗ trợ. Về thở oxy, chúng ta cần phải cho bệnh nhân thở oxy càng sớm càng tốt, nâng mục tiêu là nâng SpO2 lớn hơn 95%, còn những người COPD là trên 90%. Thế còn thở máy không xâm nhập thì chỉ định cố gắng càng sớm càng tốt cho những bệnh nhân phù hồi cấp hoặc là những bệnh nhân suy tim cấp do tăng huyết áp. Nó sẽ giúp cải thiện lâm sàng, cải thiện chức năng tâm thu thất trái và nên được chỉ định thận trọng ở những bệnh nhân sốc tim hoặc suy tim phải. Bởi vì những bệnh nhân sốc tim và suy tim phải như này thì chúng ta cần phải đặt ống sớm. Nếu mà không đặt ống sớm thì trong lúc mà bệnh nhân bị sốc tim và suy tim phải như này, chúng ta bắt bệnh nhân lại tiếp tục phải cố gắng thêm thì bệnh nhân sẽ càng ngày càng nặng hơn. Chống chỉ định là những trường hợp bệnh nhân không hợp tác, ví dụ như bệnh nhân bị tai biến mạch não kèm theo đấy, rồi là suy hô hấp nặng cần phải cắt nội khí quản hoặc là những cái bệnh lý mà có kèm theo của bệnh lý đường hô hấp đấy, thì về thở máy không xâm nhập thì các bạn nên dùng pip từ 5 cho đến 7,5, FiO2 lớn hơn 40%, thời gian thì thường mỗi 30 phút mỗi 1 giờ, và cho đến khi triệu chứng cải thiện hoặc là bão hòa oxy được cải thiện. Và tác dụng phụ nó có thể làm cho suy tim phải nặng hơn, làm cho sử dụng kéo dài thì gây ra khô niêm mạc hoặc là viêm phế quản. Lợi tiểu thì khi bệnh nhân có suy tim cấp chúng ta bắt buộc phải sử dụng thuốc lợi tiểu đường tĩnh mạch, bởi vì khi có tình trạng suy tim cấp bao giờ nó cũng có hiện tượng tăng catecholamine trong máu, và tăng catecholamine nó đồng nghĩa với cái hiện tượng kháng lợi tiểu. Chính vì vậy nếu các bạn dùng thuốc lợi tiểu đường viên, thời gian tác dụng sẽ rất là lâu và nó bị kháng lợi tiểu, thành ra hiệu quả rất là thấp. Các bạn bắt buộc phải sử dụng đường tiêm tĩnh mạch. Liều lượng ban đầu có thể là 1 đến 2 ống, sau đó thì các bạn đánh giá tình trạng dịch và có thể cho tiếp. Các nguyên nhân gây ra kháng lợi tiểu thì chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta sử dụng lợi tiểu không hợp lý nó sẽ rất dễ gây ra kháng lợi tiểu. Ví dụ chúng ta sử dụng hai thiazid cùng với nhau hoặc hai lợi tiểu quai cùng với nhau kháng lợi tiểu. Dùng thiazid khi mức lọc cầu thận thấp, khi mức lọc cầu thận chỉ nhỏ hơn 30 hoặc 35 ml trên 1,73 mét vuông thì nó sẽ gây ra kháng lợi tiểu. Dùng quá liều, ví dụ bệnh nhân suy xung huyết chỉ mức độ vừa thôi, các bạn lại mang ra để truyền tĩnh mạch thuốc furosemide chẳng hạn, nó sẽ gây ra hiện tượng kháng lợi tiểu. Rồi là những cái rối loạn điện giải, ví dụ như là hạ natri, hạ kali hoặc hạ magie gây ra hiện tượng kháng lợi tiểu. Rồi là do thừa catecholamine do suy tim xung huyết, hoặc là những bệnh nhân mà
sử dụng các thuốc giảm đau chống viêm không steroid hoặc là những cái thuốc mà liên quan đến probenamid chẳng hạn, thì nó cũng sẽ gây ra hiện tượng kháng lợi tiểu. Chúng ta thấy rằng là đây là một trong biểu đồ rất quan trọng để chúng ta sử dụng thuốc lợi tiểu của bệnh nhân. Thì chúng ta thấy rằng là đây là liều đối với đáp ứng đối với người thông thường và đây là đối với đáp ứng đối với người suy tim. Thì chúng ta thấy rằng là đối với người bình thường thì khi mà chúng ta càng tăng cái liều lợi tiểu này lên thì hiện tượng thải nari càng nhiều. Tuy nhiên khi mà nó tăng đến một mức cố định thì sẽ không thải thêm. Tuy nhiên thì đối với người suy tim thì cùng với một liều lợi tiểu giống như này thì cái khả năng thải nari là kém hơn rất nhiều. Như vậy các bạn thấy rằng là đối với bệnh nhân mà bị suy tim cấp bao giờ nó cũng có hiện tượng kháng lợi tiểu, và cái đáp ứng đối với liều một cái liều lượng lợi tiểu như vậy nó sẽ giảm hơn hẳn so với người bình thường. Biểu đồ thứ hai liên quan đến thuốc lợi tiểu đấy là dược động học của thuốc lợi tiểu. Chúng ta thấy rằng là đối với furosemide nếu mà đừng uống như này thì sau khi mà chúng ta uống trong khoảng 2 giờ sau mới có đỉnh tác dụng, và sau đó nó sẽ hạ dần cái tác dụng xuống. Thế còn đối với đường truyền tĩnh mạch ngay lập tức có tác dụng ngay, nhưng nó sẽ đau xuống rất là nhanh. Chính vì vậy mà gì, chúng ta cần phải tiêm cách quãng hoặc là truyền liên tục thì mới đạt được cái hiệu quả của thuốc lợi tiểu. Tiếp theo đấy là tương quan giữa liều lợi tiểu và hiệu quả. Thì chúng ta thấy rằng là đối với những cái thuốc mà có liều có trần cao, đấy là thuốc lợi tiểu quai, thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta càng tăng dần liều lên thì đáp ứng lợi tiểu càng nhiều. Tuy nhiên đối với những cái thuốc lợi tiểu trần thấp, ví dụ như là thiazid hoặc là thuốc lợi tiểu dưỡng kali, thì chúng ta tăng đến một liều chúng ta cứ tăng mãi liều đi chăng nữa thì cái đáp ứng hiệu quả của thuốc lợi tiểu nó cũng không nhiều. Chính vì vậy mà đối với thiazid hoặc là đối với spironolactone, các bạn chỉ sử dụng đến cái liều như vậy thôi. Spironolactone các bạn chỉ sử dụng đến liều 50 mg, các bạn không cần sử dụng hơn, bởi vì dù các bạn sử dụng hơn nên là nó cũng không có hiệu quả đấy. Thế thành ra đấy là một trong những đấy là ba hình mà vô cùng quan trọng để cho các bạn sử dụng các thuốc lợi tiểu. Thế thì một cái nghiên cứu năm 2017 của Hội Tim Mạch Mỹ, người ta thấy rằng là đối với những bệnh nhân mà sử dụng thuốc lợi tiểu sớm trong vòng 24 giờ thì những bệnh nhân đấy có cái tỷ lệ tử vong ít hơn hẳn so với những bệnh nhân mà được sử dụng lợi tiểu muộn trong vòng 24 giờ. Lợi tiểu không phải là một thuốc cải thiện tỷ lệ tử vong. Có một nghịch lý của lợi tiểu như này. Các bạn sử dụng thuốc lợi tiểu rất nhiều đúng không nào? Nhưng mà nghiên cứu về lợi tiểu có nhiều không? Hoàn toàn rất ít. Rất ít. Nó cũng tương tự như thuốc vận mạch, chúng ta dùng rất nhiều. Nhưng mà các nghiên cứu bài bản về thuốc vận mạch rất ít. Đấy, đấy là những cái nghịch lý của các thuốc trong điều trị suy tim cấp. Thế thì vì sao lợi tiểu không phải là thuốc cải thiện tỷ lệ tử vong mà chúng ta dùng sớm lại cải thiện tỷ lệ tử vong? Tôi nghĩ rằng là cái việc này nó còn liên quan đến nhiều những yếu tố khác. Ví dụ như là chúng ta phát hiện ra bệnh nhân dùng sớm, sau đấy chúng ta cho thuốc lợi tiểu, đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ để ý hơn với bệnh nhân này, chúng ta sẽ làm các xét nghiệm nhiều hơn, chúng ta sẽ hỗ trợ bệnh nhân nhiều hơn trong cái vấn đề các loại thuốc khác, cũng như là những cái liên quan đến cái việc sử dụng các máy móc, các thiết bị hỗ trợ khác. Thế thành ra là nếu mà chúng ta phát hiện ra sớm, chúng ta sử dụng thuốc lợi tiểu sớm kèm theo với những các biện pháp khác, nó sẽ cải thiện cái tỷ lệ tử vong. Về thuốc giãn mạch thì khuyến cáo là chúng ta nên chỉ định cho những bệnh nhân suy tim cấp nếu như có huyết áp lớn hơn 90 mmHg ngân. Đấy. Và chúng ta nên theo dõi liên tục huyết áp. Đối với sử dụng các thuốc tăng co bóp cơ tim, ví dụ như là dobutamin, dopamine, levosimendan hoặc là những cái thuốc ức chế phosphodiester 3 thì truyền tĩnh mạch trong thời gian ngắn thôi, không được truyền trong thời gian dài. Khuyến cáo tương đối là khiêm tốn vì chúng ta thực sự chúng ta không có nhiều bằng chứng. Nếu mà chúng ta sử dụng thường quy không nên, đấy là chống chỉ định đấy. Đối với cái thuốc co mạch norepinephrine hoặc là norepinephrine thì như thế nào, thì thuốc co mạch nên cân nhắc chỉ định cho bệnh nhân sốc tim mà mặc dù đang được điều trị với các thuốc tăng co bóp cơ tim để cải thiện huyết áp hoặc là tưới máu cơ quan. Vì sao? Bởi vì chúng ta thấy rằng là qua cái thử nghiệm SHAP thì so sánh giữa norepinephrine và dobutamine và dopamine thì người ta thấy rằng là norepinephrine có tác dụng cải thiện cái tỷ lệ tử vong tốt hơn. Thành ra là norepinephrine bây giờ được khuyến cáo sử dụng nhiều hơn. Và thực tế ra khi mà ở thời chúng tôi còn là nội trú, cái việc mà bệnh nhân sốc tim vào viện đầu tiên là phối hợp giữa dobutamine và dopamine, và sau khi thử nghiệm SHAP ra đời thì dopamine dường như là đã bị quên lãng, và bây giờ thực hành lâm sàng của chúng ta tại viện tim mạch là norepinephrine kết hợp với dobutamine. Và đấy là cái câu chuyện sau cái thử nghiệm về SHARP. Thế thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có những cái đánh giá rất là đơn giản về lâm sàng để chúng ta đánh giá tình trạng suy tim.
Và khi mà chia ra làm 4 ô ấm ẩm, ẩm lạnh, khô ẩm như này, thì chúng ta thấy rằng là tương tự với các ô phân loại như thế thì nó cũng sẽ ảnh hưởng, thì tùy từng tình trạng đấy nó sẽ ảnh hưởng cung lượng tim như thế nào, rồi là áp lực mao mạch phổi biết như nào và sức cản mạch ngoại vi như thế nào. Và tương tự như thế thì đây là một cái slide vô cùng quan trọng năm ngoái vừa mới đưa ra của khuyến cáo Hội Tim Mạch Mỹ. Đây là việc chúng ta sử dụng thuốc lợi tiểu và chúng ta sử dụng thuốc vận mạch như thế nào. Và chúng ta thấy rằng là hầu hết tất cả các thuốc vận mạch đều được khuyến cáo hàng đầu, đấy chính là noradrenaline. Dù bệnh nhân là ấm ẩm, ẩm lạnh hoặc là khô lạnh, thì nếu như mà có chỉ định dùng, các bạn hãy nên lưu ý là chúng ta có thể sử dụng noradrenaline là đầu tiên. Các thuốc khác, ví dụ như là các thuốc về dự phòng huyết khối tĩnh mạch, rồi là để kiểm soát tần số ở bệnh nhân dung nhĩ, thì nên dùng digoxin hoặc là chạy beta giao cảm hoặc là amiodarone. Và lưu ý rằng là đối với morphine thì chúng ta nên cân nhắc sử dụng cho những bệnh nhân khó thở, có kích thích, bệnh nhân kích thích vật vã khó thở thì nên sử dụng để làm giảm bớt tình trạng lo lắng của bệnh nhân. Đấy, morphine nên được sử dụng những bệnh nhân mà bồn chồn, khó thở, kích thích. Thế còn thận thay thế, lọc máu sử dụng khi nào? Thì nên được sử dụng khi mà bệnh nhân tiểu ít, không đáp ứng với liệu pháp truyền dịch, tăng kali máu lớn hơn 6,5, pH nhỏ hơn 7,2, ure lớn hơn 25, creatinine lớn hơn 300. Đấy. Rồi là những bệnh nhân mà sung huyết dai dẳng, thất bại với thuốc lợi tiểu, tức là những bệnh nhân đấy là những bệnh nhân mà kháng với lợi tiểu rồi. Rồi là sau đấy thì không đáp ứng thì có thể sử dụng các dụng cụ hỗ trợ, ví dụ như bơm bóng đối xung động mạch chủ hoặc là ECMO. Đấy. Về khuyến cáo theo dõi thì chúng ta theo dõi gì ở bệnh nhân suy tim cấp? Thì chúng ta cần phải theo dõi về lâm sàng, đều là lâm sàng cả, tần số tim, nhịp tim, tần số thở, bão hòa oxy, huyết áp. Đấy là những cái khuyến cáo người đầu tiên, 1C. Rồi là bệnh nhân cần được cân hàng ngày, theo dõi cân nặng. Đấy. Rồi là đánh giá các triệu chứng của suy tim trái tái phát, theo dõi chức năng thận, theo dõi chức năng gan. Rồi là nếu mà cần thiết thì đặt online động mạch. Đấy. Và thách thức điều trị suy tim là gì? Thì đây là những cái vấn đề rất là mới và tương đối là khó. Đấy là hội chứng tim thận. Hội chứng tim thận nó có 5 tiếp. Là sự ảnh hưởng qua lại giữa tim và thận. Tức là tiếp 1 là gì? Suy tim cấp, gây ra suy thận cấp. Tiếp 2, suy tim mạn, gây ra suy thận mạn. Ngược lại, tiếp 3 và tiếp 4 là từ suy thận ảnh hưởng đến suy tim. Và tiếp 5 là tổn thương hệ thống gây ra những cái biến cố về tim và thận. Ở tim mạch của chúng ta hay gặp là tiếp 1 và tiếp 2. Đấy là ở C1 rất hay gặp là suy tim cấp ảnh hưởng đến suy thận cấp. Ở các C khác, bệnh nhân mãn tính lâu dài rồi, suy tim mãn tính vào viện kèm theo suy thận. Đấy. Ở khoa thận hay gặp tiếp 3 và tiếp 4. Thế còn tiếp 5 hay gặp ở đâu các bạn biết không? Ở hồi sức tích cực. Ví dụ như là những tình trạng liên quan đến sepsis, những tình trạng liên quan đến sốc phản vệ. Những cái tình trạng đấy nó sẽ gây ra tổn thương hệ thống và ảnh hưởng đến cả tim và cả thận. Hội chứng tim gan, nội chứng mới được đề cập, không được nhiều y văn trên thế giới nói nhiều. Người ta cũng chia ra làm 5 tiếp như vậy, tương tự như vậy, cũng tiếp 1, tiếp 2, tiếp 3, tiếp 4, tiếp 5 như vậy. Đấy. Thì ngày xưa các thầy đề cập đến là sơ gan tim. Sơ gan tim đề cập cũng lâu rồi, nhưng mà gần đây người ta mới bắt đầu người ta đề cập đến cái sơ gan tim đấy, thực chất nó cũng chỉ là một phần hội chứng tim gan mà thôi. Rồi là hiện tượng kháng lợi tiểu. Hiện tượng kháng lợi tiểu các bạn biết định nghĩa là gì không? Hiện tại tất cả những cái tranh cãi về hiện tượng kháng lợi tiểu chưa đưa ra một cái thống nhất về định nghĩa thế nào gọi là kháng lợi tiểu. Có rất nhiều các mốc khác nhau. Ví dụ như là cân bệnh nhân mấy ngày liên tiếp thấy rằng là cân bệnh nhân không giảm, bệnh nhân cần phải sử dụng liều lợi tiểu gấp đôi so với liều thường bình thường, hoặc là những cái xét nghiệm về liên quan đến natri, những cái xét nghiệm liên quan đến clo ở nước tiểu. Đấy. Rất nhiều những cái xét nghiệm khác thì hiện tại chưa có định nghĩa chính thức về hiện tượng kháng lợi tiểu, nhưng nôm na là sử dụng các thuốc lợi tiểu quai không đáp ứng. Và cũng có rất nhiều những cái phương pháp khác nhau để cho chúng ta có thể vượt qua được hiện tượng kháng lợi tiểu. Ví dụ như là cần phải phối hợp các thuốc lợi tiểu với thuốc lợi tiểu quai, sử dụng thuốc lợi tiểu quai một cách đúng liều lượng, đúng chỉ định, rồi là lọc máu, rồi là sử dụng lợi tiểu với các thuốc giãn mạch. Và thậm chí là hiện tại là có một số những trường phái người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng là trong trường hợp suy tim cấp, đôi khi tiêm corticoid vào nó kích thích một cái vùng đồi thị ở trên não này, nó cũng nó gây ra cái làm giảm bớt cái hiện tượng kháng lợi tiểu. Và chúng ta thấy rằng là nó thực sự là những cái
những cái rất là khó và những cái mà tương đối là mới mẻ, và hy vọng là các bạn nếu có thời gian có thể tìm hiểu, hoặc là các bạn có thời gian hoặc là các bạn thích các bạn có thể nghiên cứu để làm những cái đề tài tốt nghiệp. Đây là một vấn đề cực kỳ mới mẻ và tôi tin rằng là ở Việt Nam chưa ai tìm hiểu. Về phù hồi cấp huyết động thì phù hồi cấp huyết động gặp khoảng 3%, nhỏ hơn 3% bệnh nhân vào viện vì suy tim. Triệu chứng bệnh nhân đột ngột khó thở, đói không khí, khạc bòn hồng, bệnh nhân phải ngồi dậy để thở. Và nếu như các bạn chứng kiến bệnh nhân phù hồi cấp lâu rồi thì các bạn ngồi một chỗ bệnh nhân đi ngang qua, các bạn có thể biết rằng đấy là tình trạng phù hồi cấp. Và làm lâu hơn thì các bạn có thể đoán được đây là phù hồi cấp do hẹp hay lá, hay là phù hồi cấp do nhồi máu cơ tim. Các bạn chỉ cần nhìn thôi là các bạn có thể biết được. Đấy. Thế thì một bệnh nhân đột ngột khó thở, ho khạc bọt hồng, không thể nằm được, phải ngồi lên để thở, không nói đủ câu, đổ mồ hôi, tần số thở tăng, co kéo cơ hô hấp. Đấy là những cái dấu hiệu nhìn một cái các bạn có thể biết ngay là phù hồi cấp. Và tinh ý hơn, các bạn có thể đoán được đến nguyên nhân và thậm chí có thể biết được rằng chức năng tim của người ta như thế nào, áp lực động mạch phổi của người ta như thế nào nếu như các bạn làm lâu. Thì triệu chứng thực thể của phù hồi cấp thì khám thực thể thì sẽ thấy huyết áp tăng, tần số tim tăng và tăng hoạt tính giao cảm. Tuy nhiên nếu mà trường hợp nào mà phù hồi cấp mà có huyết áp giảm, cực kỳ khó điều trị, rất là khó, bởi vì sao? Nó phản ánh cái tình trạng cơ tim nó quá kém, cơ tim nó đã quá giãn ra rồi và điều trị lúc bây giờ vô cùng khó khăn. Nghe phổi có thể có tiếng răng ngáy, sau đó thì chuyển thành tiếng tan ầm. Tiếng tim, các bạn nghe tiếng tim rất nhanh, tiếng ngựa phi. Và nguyên nhân hay gặp đấy là những cái biến chứng cơ học của nhồi máu cơ tim, ví dụ như hở van hay lá, hoặc là những cái thủng bách liên thất thì các bạn có thể nghe tiếng thổi. Thế còn những nguyên nhân phổi cấp mà không do tim, ví dụ như là nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng huyết, rồi là sốc phổi, rồi viêm tụy, rồi là chấn thương đấy, rồi là tắc động mạch phổi, hoặc là sau mổ tim, sau tuần hoàn ngoài cơ thể. Thì để phân biệt giữa phổi cấp do tim và phổi cấp không do tim thì chúng ta có thể phân biệt bằng tiền sử. Đối với phổi cấp do tim thì thường có các bệnh lý tim mạch. Về lâm sàng thì vừa mô tả, điện tâm đồ đối với phổi cấp do tim thường là bất thường, ít nhất là các bạn nhìn thấy trục trái, tức là gì, như bệnh nhân đó có thể sử dụng tăng huyết áp. Rồi là X-quang ngực sẽ thấy đám mờ hình cánh bướm hoặc là đường Kelly-B. Và nếu mà làm NT-proBNP thì những trường hợp phổi cấp bao giờ nó cũng tăng NT-proBNP. Thì đây là các đường Kelly, đây là đường Kelly A, đây là đường Kelly B và đây là đường Kelly C. Kelly A là những cái đường thẳng không phân nhánh, khá là dài, từ 2 cho đến 6 cm đi chéo từ rốn phổi ra ngoại biên. Đấy, không phổ biến lắm và nó không xuất hiện nếu như mà không có sự xuất hiện của Kelly B hoặc Kelly C. Đây là đường Kelly B thì chúng ta thấy rằng Kelly B là những đường thẳng rất là ngắn, khác so với Kelly A rất dài, nó rất là ngắn, đi song song với nhau ở vùng ngoại vi phổi, thường đi ở gần góc sườn hoành đấy, và nó đi vuông góc với màng phổi, gần góc sườn hoành vuông góc với màng phổi, và xuất hiện ở vùng vách các tiểu thùy do hiện tượng phù nề của các tiểu thùy. Lát nữa chúng ta sẽ xem rất nhiều được các đường Kelly B khác nhau. Rồi là đường Kelly C rất hiếm gặp, là những đường thẳng xuất hiện dạng mạng lưới và tập trung ở nhiều nơi. Chúng ta sẽ xem xét, ví dụ đây là đường Kelly B vuông góc với thành ngực như này. Đây là đường Kelly A rất là dài, tỏa ra. Đấy. Tiếp theo, bạn có nhìn thấy rõ hình này không? Đấy, đấy là một cái đường vuông góc nhỏ. Đây nữa. Các bạn nhìn tương đối rõ đúng không? Đấy. Đây nữa. Đấy. Về điều trị phù hồi cấp thì lợi tiểu quai là hàng đầu, giúp cải thiện khó thở, cải thiện triệu chứng. Khi sử dụng lợi tiểu thì cần phải theo dõi triệu chứng về huyết áp, rồi là cần theo dõi về nước tiểu và điện giải đồ. Thở oxy khi mà SpO2 giảm, nếu cần thiết thì sử dụng các thuốc dự phòng tuyến thắt tĩnh mạch. Thở máy không xâm nhập nếu như bệnh nhân mà có suy hô hấp. Truyền nitroglycerin, truyền thuốc vận mạch thì không được khuyến cáo trừ khi huyết áp tối đa nhỏ hơn 85 mm thủy ngân, giảm tới máu mô. Và đây là liệu trình ban đầu, các bạn sẽ cho thở oxy, lợi tiểu quai đường tĩnh mạch, morphine nếu như bệnh nhân có lo lắng kích thích, sau đó đánh giá lại tình trạng huyết áp. Nếu huyết áp nhỏ hơn 85 mm thủy ngân thì dùng thuốc tăng co bóp. Nếu huyết áp từ 85 đến 110 không cần dùng thêm thuốc vận mạch hoặc giãn mạch. Huyết áp lớn 110 cần nhắc cho nitroglycerin. Nếu mà đáp ứng điều trị thì tiếp tục theo dõi. Nếu không đáp ứng mà huyết áp vẫn nhỏ hơn 85 như này thì cần phải, ngoài cái việc sử dụng tăng các thuốc tăng co mạch,
tăng co bóp cơ tim thì có thể dụng sử dụng hỗ trợ tuần hoàn, FPO2 giảm thì cân nhắc đến thở không xâm nhập hoặc là thở xâm nhập, và nếu như bệnh nhân có tiểu niệu thì cần phải sông bằng quang, sử dụng các thuốc lợi tiểu đường truyền tĩnh mạch hoặc là sử dụng lọc máu. Tóm lại, suy tim cấp là một hội chứng nặng đe dọa tính mạng của người bệnh. Đánh giá lâm sàng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong phân loại cũng như là xử trí, và chúng ta thấy rằng là lâm trà sàng gần như là yếu tố quan trọng nhất để chúng ta phân loại bệnh nhân, chúng ta xử lý bệnh nhân, cũng như cái việc mà chúng ta cân nhắc chúng ta sử dụng thuốc lợi tiểu, chúng ta cân nhắc chúng ta sử dụng các thuốc vận mạch, chúng ta sử dụng các thuốc giãn mạch. NT-proBNP giúp chuẩn đoán. Đấy. Chuẩn đoán thôi, ngày xưa người ta nghĩ rằng nó còn giúp tiên lượng, nhưng bây giờ hiện tại vai trò tiên lượng của NT-proBNP nó không nhiều, nó giúp chúng ta chuẩn đoán. Mục tiêu điều trị suy tim cấp là cải thiện huyết động, cải thiện tưới máu, giảm triệu chứng, và phù hồi cấp nó là một phần trong cái điều trị suy tim cấp cần phải xử lý kịp thời. Đấy, bài trình bày của tôi đây là hết. Bạn nào có câu hỏi thì xin phép tôi thì trả lời ạ.